Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết tổng hợp tối nay 25 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm nay thì hầu hết các nơi thuộc khu vực Bắc Bộ trời đều nhiều mây và có sương mù nhẹ. Nền nhiệt nhích nhẹ lên so với ngày hôm qua với mức nhiệt từ 12 đến 15 độ vào buổi sáng và sấp xỉ 20 độ vào buổi trưa. Riêng các tỉnh vùng núi thì nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 2 đến 3 độ, có nơi vẫn sấp xỉ 10 độ, trời rét buốt. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời cũng ấm dần lên. Còn tại các tỉnh ven biển khu vực Trung Trung Bộ thì chỉ còn có mưa rào nhẹ rải rác với lượng không đáng kể. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì vẫn ít mưa và ngày nắng nhẹ. Thưa quý vị, cũng vào sáng ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Wukong. Và hồi 13 giờ chiều nay thì vị trí tâm bão cách đảo Mindanao của Philippines khoảng 170 km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 12 thì vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực phía bắc của đảo Sulu, cách phía bắc của đảo Palawan, Philippines khoảng 240 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ vĩ bắc, 117,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 320 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/giờ, giật cấp 10, cấp 11. Quay trở lại với phần thời tiết trên đất liền. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có sự chuyển biến đáng kể. Ngoài tác động yếu của không khí lạnh từ phía Bắc thì dòng xiết gió Tây trên cao được dự báo sẽ thiết lập trên khu vực này. Toàn khu vực chuyển nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác nên nhiệt độ sẽ bị kìm hãm và trời rét buốt. Nhiệt độ thấp nhất vào ngày mai sẽ chỉ trong khoảng là từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao thấp hơn khoảng từ 2 đến 3 độ. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi chỉ từ 7 cho đến 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi từ 6 đến 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Phần phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, phía Nam là từ 20 đến 23 độ, còn nhiệt độ cao nhất tại đây từ 20 đến 23 độ, phần phía Nam là từ 23 đến 26 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Tại khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác vào lúc chiều tối và đêm, các khu vực khác ít mưa và ngày nắng. Bản tin dự báo thời tiết tổng hợp tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin thời tiết tiếp theo.